Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, nhẹ nhàng. Hãy mỉm cười và nở một nụ cười hạnh phúc. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Hãy ngồi xuống trong sự tĩnh lặng để biết ơn cuộc đời. Đúng rồi, đúng rồi. Hãy nghĩ về đôi chân và bàn chân của bạn. Chúng là phương tiện để đi lại cho chính cuộc đời của bạn. Hãy nghĩ về tất cả những thứ mà bạn đã dùng chân để làm, như là giữ thăng bằng, đứng, ngồi, tập luyện, nhảy, leo cầu thang, lái xe, trên tất cả phép màu của bước đi. Đôi chân và bàn chân của bạn cho phép bạn đi quanh nhà, bước đi vào phòng tắm, đi vào nhà bếp để uống nước và đi đến xe hơi. Đôi chân và bàn chân của bạn đi xuống đường, đi xuống sân bay và đi dọc theo bờ biển. Khả năng đi lại cho chúng ta sự tự do để hưởng thụ cuộc sống. Đôi chân này giúp cho chúng ta đi lên rừng, đi xuống biển và khám phá cuộc đời. Hãy nói cảm ơn đôi chân của bạn và bàn chân của bạn, và thật sự hãy cảm nhận về điều đó. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đôi chân kỳ diệu của tôi. Từ từ đưa suy nghĩ của chúng ta đến với đôi cánh tay và bàn tay của bạn. Trong cuộc sống, bao nhiêu thứ bạn đã nhặt và giữ trong một ngày. Đôi tay của bạn là công cụ chính của cuộc sống của bạn. Chúng được sử dụng không ngừng nghỉ suốt cả ngày, tất cả mọi ngày. Đôi tay bạn giúp bạn viết, ăn món ăn, sử dụng điện thoại hay máy tính, tắm, mặc đồ, nhặt và giữ những đồ vật, làm tất cả mọi thứ cho bạn. Không có đôi tay này, bạn sẽ phải phụ thuộc vào người khác để làm những việc đó cho bạn. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đôi cánh tay và các ngón tay của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hãy nghĩ về các giác quan kỳ diệu của bạn. Khả năng nếm cho bạn rất nhiều thời gian lạc thú trong suốt cả ngày khi bạn ăn hay uống. Bạn biết việc mất cảm giác nếm khi bị ốm làm cho niềm vui ăn uống của bạn biến mất khi không có khả năng nếm thức ăn và thức uống. Hãy nói cảm giác cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn tất cả các giác quan nếm kỳ diệu của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn khả năng ngửi của bạn, cho phép bạn cảm nhận những mùi hương tuyệt vời của cuộc sống, những bông hoa tuyệt đẹp, đầy màu sắc và hương thơm, mùi nước hoa, những trang giấy, bữa ăn tối đang được nấu trong ngọn lửa cháy đêm đông, mùi không khí của mùa hè, mùi cỏ mới cắt, mùi không khí sau cơn mưa. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn giác quan ngửi tuyệt vời của tôi. Nếu bạn không có cảm giác về thân thể, bạn sẽ không bao giờ biết được nóng hay lạnh, mềm hay cứng, trơn nhẵn hay sần sùi.
bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được những vật thể hay thể hiện tình yêu trực tiếp hoặc đón nhận chúng. Cảm giác của thân thể giúp bạn âu yếm những người mà bạn yêu thương với một cái ôm nồng ấm. Cảm nhận việc chạm tay từ người này sang người khác là một trong những thứ quý giá nhất cho cuộc sống của bạn. Hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn trên thân thể vô cùng quý giá của tôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hãy nghĩ về sự kỳ diệu của đôi mắt, thứ đã giúp cho bạn nhìn thấy được khuôn mặt của những người thân yêu. Đọc sách, báo, email, xem TV, nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp. Và quan trọng nhất là giúp bạn thấy đường đi trong cả cuộc đời của mình. Hãy thử bịt mắt lại trong một giờ và cố gắng làm những điều mà bạn vẫn thường làm. Bạn sẽ hết sức coi trọng đôi mắt của bạn. Sự quan trọng đôi mắt của bạn nhường nào, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đôi mắt tuyệt vời của tôi đã giúp tôi nhìn thấu mọi thứ trong cuộc đời. Tuyệt vời. Bây giờ hãy đưa tâm trí của bạn về đôi tai, thứ đã giúp cho bạn nghe giọng nói của chính mình và giọng nói của những người mà mình yêu thương. Nếu không có tai, không có khả năng nghe, thì bạn không thể sử dụng điện thoại, nghe những âm thanh của thế giới xung quanh, nghe tiếng nói bi bô của đứa trẻ, nghe những dòng nhạc, điệu nhạc du dương, nghe tiếng chim hót, hay nghe những âm thanh của cuộc sống. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn khả năng nghe của tôi. Và sử dụng bất cứ giác quan nào cũng bất khả thi nếu không có bộ não của bạn, thứ đã xử lý hàng nghìn thông tin mỗi giây qua các tất cả các giác quan của bạn. Thật sự là não của bạn đã giúp bạn cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống. Và không có kỹ thuật máy tính nào trên thế giới có thể tạo ra được hệ thống tương tự. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bộ não và tâm hồn tuyệt đẹp của tôi. Hãy nghĩ về hàng tỷ tỷ tế bào hoạt động không ngừng nghỉ 24/7 cho sức khỏe, cơ thể và cuộc sống của bạn. Hãy nói cảm ơn những tế bào. Hãy nghĩ về những bộ phận duy trì cuộc sống của bạn, những thứ đang liên tục thanh lọc, làm cho cuộc sống và làm mới tất cả những bộ phận trong cơ thể của bạn. Hãy nghĩ về sự thật rằng chúng đang làm việc một cách tự động hóa hoàn toàn, thậm chí không còn cần sự hỗ trợ của bạn. Thậm chí bạn không còn phải nghĩ về điều đó. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn những bộ phận vì đã làm việc một cách hoàn hảo. Nhưng còn nhiều màu hơn bất cứ giác quan, hệ thống hay chức năng bộ phận nào trên cơ thể của bạn, đó chính là trái tim. Bạn sẽ không phải đấu tranh để có trái tim này. Mỗi ngày, trái tim của bạn đập hàng trăm ngàn nhịp. Trái tim của bạn điều hành cuộc sống của bạn, điều hành mọi cơ quan khác, bởi vì trái tim đã giữ cho sự sống lưu chuyển tới mọi cơ quan trong cơ thể của bạn. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mạnh mẽ đến trái tim khỏe mạnh của tôi. Tuyệt vời. Và bây giờ bạn hãy từ từ cảm nhận một cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa đến từng tế bào, từng hơi thở, từng ý nghĩa và từng tư tưởng của bạn. Hãy cảm nhận sự rung động từ những thứ nhỏ nhất trên cơ thể của bạn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, vì cơ thể là nơi duy nhất giúp cho chúng ta được sống. Trong quá khứ, tôi đã từng làm tổn thương bạn. Tôi xin lỗi.
Làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cơ thể tuyệt vời của tôi. Hãy cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa đến từng tế bào. Đúng rồi, đúng rồi. Hít một hơi thật sâu và từ từ thở nhẹ. Đưa tâm trí của chúng ta quay trở lại với căn phòng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và từ từ mở mắt ra và nở một nụ cười hàm tiếu, nhìn cuộc đời ngày hôm nay với một trái tim đầy yêu thương, đầy bao dung, đầy sự tri ân sâu sắc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.